À, xin chào à, quý anh chị đang xem kênh. Đó, đây là cây Phú Tân. Dấp mai vàng á, cao à, cỡ 2 mét như cột điện nhé. Trồng xuống đất luôn. À, cây nè. Này đó đi mua giờ không có nhánh nhóc gì hết trơn á. À, thẳng chừ rồi, ghép ra làm cái dù á. À, ý tưởng nè, cho anh em nào có làm mấy cây trước nhà rồi đó. À, đi tới đi lui nó không có bị vướng. À, có cái chớp trên nè. Ghép Phú Tân nè, nay lên bông. Cây này thì ghép được 3 năm rồi. À, năm nào bông cũng nhiều hết trơn á. À, Phú Tân. À. Phú Tân thì màu vàng đậm. À, Phú Tân ta xem à. À, nở nha, nhìn rất nổi bật á. Thẳng như cột điện nha. Phú Tân nè, mấy ông gió đổ ông bự bự không dài dài đây. Qua đây cây cập nhật cây thọ hương cho trồng đất nè anh em xem. À, quá đã. Này trồng từ gốc nhất lên. Chung mấy cây mai trồng mai ghép mà trồng đất thì nói chung ta trồng thì cũng giống như mai nguyên thủy thôi á. Nó ghép nó liền thân liền cốt thì nó mạnh. Còn nguyên thủy thì bông đẹp thì chúng ta để chúng ta chơi luôn á. Còn bông không đẹp chúng ta ghép á. Đây, cây mai con trồng lên nè, nó cục cục luôn á. Đây là cúc thọ hương á. À, chiều cao nó thì khoảng 6 tấc thôi, không có cho cao. Trồng đất thì nó mập thân mập cốt, mạnh khỏe, ít sâu bệnh đó. À, chúng ta trồng bồn á. Trồng bơ hoặc là trồng bầu ươm, đổ đất vô. À, đất này thì cốt của mấy cái gốc dừa mục á. Ba cái gốc dừa là cốt đắp vô trồng á, nó xốp. Cái này ít bữa thì cũng phải lấy rơm nào phủ lên á, chứ không thôi nó bị chai cứng. Rất nhiều anh em trồng đất á, nó bị cái trường hợp là cũng lên bồn thì như thế này á. Đó. Mà trồng không có được, ít bữa là cục đất nó chai cứng á. Đó, nắng trực tiếp vô nó chai, tưới không có thấm thì cây nó khô nó chết luôn. Hoặc là đất chúng ta trồng nó bằng mặt á, bằng mặt thì nó úng nước nó chết á. Anh em tham khảo, đất nó phải xốp mới được. Xốp thì chúng ta phải trộn thêm chất trồng cho tơi xốp. Đó, phải che phủ bề mặt cho nó đừng có bị chai cứng. Có con này con kia ở trong á, mấy con trùng rồi nó đào bới bên trong xốp đất á. À, thọ hương nuôi đất á. À, anh em xem quá đã. Thủ Đức này trồng đất á. Đó, cái này thì sắp có 6 cục gạch. À, cái dòng này xếp là 11 cục á. Còn cái này thì xếp cao hơn. Đây là xếp 7 cục á. Cái cục gạch này gốc nhớt á, gốc nhớt trồng lên nè. Gốc nhớt mà chúng ta trồng cho nó muốn cho nó bự củ á. Đó mình thấy trồng cho nó bự củ thì chúng ta để cái nhánh chân nó thấp á. Mình sẽ lựa những cái nhánh chân mà thấp mình trồng á, thì sau này cái củ nó sẽ nở rất là to. Cái nhánh chân dưới đây nè nó dồn lực, nó lùng lực, nó nở rất là to. Còn chúng ta lựa cái cây mà nó thẳng chừ á,
ta trồng thì nó phát cái tàn nhiều, chứ cái củ nó chậm nở hơn so với những cái cây mà có nhánh chân thấp thế này á. Chân thấp thì nó củ nó nở dữ lắm. À, đất này cũng cuốc trong mấy rễ dừa mục ra, mấy cái gốc dừa mục cuốc ra. Trên này thời gian đầu chúng ta trồng ta phải phủ rơm, sau khi chơi Tết xong phục hồi. Chúng ta xem lại cái này nha, nó cục 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 vậy cũng nổi bật á, từ xa trong nhà mình á, mình nhìn ở đây nó như một như cái cây mâm, như cúc cúc mâm xôi vậy á, nó vàng rực hết trơn. Nói giờ nói chung cái nào tàu cũng được á, Thủ Đức, Phú Tân đồ, Thọ Hương, Siêu Bông gì á, Đà Phúc, cái giống gì người ta trồng cũng được ha. Đó, mai siêu bông nè. Mày ghép á, mày ghép người ta trồng được thôi. Đó, những hàng cây nhỏ nhỏ nữa. Lô gọng chữ C. Họ Hương nè, nuôi nụ lừ hết trơn nha. Chúng ta tham khảo á, này 2 năm trước nè. Đó, cái này thì mình cũng mới đây đi mua lại, với lại cái lô của ông chú ở Sa Đéc á, 70 cây mẹ Thọ Hương đó đó. Ta đi từ xa nghe nhìn đó, rất nổi bật á. À, đứng xa mấy chục mét đó, nó vàng ươm hết trơn. Phú Tân vàng ươm á. À, một vài chia sẻ về cái cây Thọ Hương, cây mai ghép trồng đất á. Anh em có làm thì có cái tham khảo, mấy năm trước thì mình làm rồi á. Này tiếp theo đây thì những cái cây mà trồng bầu ươm á, trồng mà chắc trồng có bỏ đất vô nè, chơi đây cũng được 2 năm rồi. Cây Thủ Đức á, bầu ươm đổ đất vô. Chúng ta trồng đất chúng ta lưu ý á, mình trồng nhiều thì nó hư nhiều á, do cái bề mặt chúng ta không có lớp gì che phủ á, nó chai cứng, chúng ta tưới không có thấm, nó chạy ra ngoài mấy cái lỗ này hết trơn à. Ở trên ta tưới đầm đìa chứ ở dưới nó khô trắng, ở dưới nó chết à. Lên chưng nè, ta trồng như thế này thì Tết đem vô nhà chưng á, đem tới đem lui nó dễ mà nó bền cây nữa. Chúng ta trồng này nó chỉ trồng chơi, không có buôn bán gì á, không có buôn bán gì thì cứ trồng vậy á, rễ thì nó ra tới dưới luôn. Người ta muốn nâng cấp lên nữa thì ta nhắc người ta nâng cấp lên tiếp á. À, nằm trong đây được khoảng 2 năm ha, nụ nè, đặt lư luôn á, nụ nè. Thủ Đức á, nó đủ lực, nó nở đều à. Chúng ta xem Thủ Đức nè, để trổ quá 5-6 ngày á, thơm lừng lừng luôn á, thơm thoảng 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 đã lắm. Thủ Đức nè đó, mà trồng đất cây nó mạnh nữa, khỏi có thay phân thay chất trồng gì á, đất bên trong mà.
Đất này đất phù sa, kiếm rất là dễ. Những cây bình định của mình nè, bình định là mang nguyên thủy á, lô 100 cây nè. Sau khi mà chơi xong á, phải có lớp che phủ á, che phủ rễ nó ra được, ta tưới nó, nước nó thấm á. Còn không lớp che phủ là nắng chừng vài cử nó chìm, nó cứ ngắt cái bầu, ngắt cái bầu tưới không có thấm á, tưới chảy ngoài trần. Đất bình định rất là xốp, đất người ta pha cát sao xốp lắm. Cây bình định đó. Đó, cái lô này mình nhập viện 100 cây, hoa đẹp không á. Lúc trước giới thiệu em có cây bảo cánh xoáy nè. Cái này thì trong một cái lô 100 cây mình thấy có cây này nè, hoa nó đẹp nhất á. Cây mà mình ưng ý nhất là cây này, hoa đẹp xuất sắc luôn á. Tết rỡ rộ nguyên cây đẹp lắm. Cánh nó xoáy 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 vậy. Xoáy. Cánh xoáy xoáy vậy. Chung hoa nào nó cũng vậy á, theo dõi hồi Tết bây giờ hoa nào cánh nó cũng xoáy 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 hết á. Bình định á, nó không có lớp che phủ nè đó. Mình tưới nó văng ra ngoài rồi không có lớp che phủ á, ít bữa rồi nó chai cứng à. Xem cây này đó. Trồng nó được như thế này nhìn nó đã lên chân nè, quá trời luôn. Dạ, anh em làm đi á, 1 2 năm sau chúng ta có cái chúng ta chơi á. Rồi, kết thúc video thì mời anh em xem lại những cái cây mai đẹp ở Bình Định. Cái lúc mà mình đi mình có ghi lại được, ta cùng tham khảo á, lâu lâu mình cũng mở ra mình xem. Đó, mỗi ngày chúng ta xem tới xem lui, xem tới xem lui hoài á. Nói chung là nó cũng giúp chúng ta nó tăng lên cái là mắt mỹ thuật á. Rồi, chúc anh em xem video vui. Rồi, xin chào.
Ok.